Tên Bogosta không dễ dàng và đánh bại đơn giản chỉ với level 1 của ESA. Hắn đã trở lại với hình dạng thật sự của mình và thách thức Hojo Emu. Anh ta cũng nhanh chóng đáp lại thách thức đó bằng cách nghiên cứu và cách sử dụng toàn bộ sức mạnh của Gamer Driver, chuyển hóa bản thân trở thành hình dạng thứ hai, chuyển hóa đưa bản thân vào không gian game và lộ bản thể Kamen Rider từ chính cơ thể của level 1, vẫn giữ được những nét cơ bản từ level 1, cặp kính và mái tóc hồng dựng đứng của anh. Kèm với đó là phần cơ thể với những biểu tượng nút bấm cũng như thanh máu đặc trưng cho những game thủ cho dòng game thời kỳ của Sega. Tạo hình và màu sắc của anh liên tưởng đến một Kamen Rider Magenta nào đó, và tông màu đặc trưng của SA chính là màu hồng neon. Kèm với đó là những chi tiết bạc, những đường kẻ đen và trắng chạy khắp cơ thể của anh. Tạo hình của anh nhìn rất thể thao và năng động, rất giống với tựa game mà anh đại diện Mighty Action X. Các bạn hãy liên hệ với những tựa game như Mega Man, một trong những tựa game đi cảnh 2D nổi tiếng thời điểm đó. Thiên về hành động nên khả năng của SA cũng chính là bay nhảy, tấn công kẻ thù một cách vô cùng linh hoạt. Anh vẫn giữ nguyên khả năng kết hợp cùng với những item để nâng cấp bản thân về tốc độ cũng như sức mạnh. Chiếc búa Gascon Breaker sẽ chuyển hóa hình dạng thành gươm giúp anh tăng sát thương cũng như tăng phạm vi tấn công cực đại so với hình dạng búa cơ bản. Đòn tất sát của SA cũng sẽ dựa trên vũ khí cũng như Gamer Driver sẽ tạo cho anh 3 đòn thế riêng biệt. Với Gamer Driver mang tên Mighty Ritual Strike, SA sẽ tụ năng lượng vào chân trái của mình. Với những biểu tượng game sáng khắp chân trái của anh lao tới và ra hàng loạt cú đá cực mạnh vào người kẻ thù. Đòn thứ hai sử dụng hình dạng búa Gascon Breaker, đó là Mighty Ritual Finish. Anh lao lên bầu trời với nguồn năng lượng tụ hợp vào chiếc búa của mình, dán một đòn cực mạnh vào kẻ thù. Và đòn tất sát cuối cùng dạng gươm của Gascon Breaker, SA tụ năng lượng vào thanh gươm của mình, tạo một nhát chém. Trong lúc đó anh sẽ xoay vòng và tạo thành một chiếc lưỡi cưa tấn công tất cả những kẻ thù trong phạm vi của mình.